Xin mến chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Tú ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Tú có nhiều một số phô mai ha, bonsai nè, hoành to, lực cây để VIP ha, rất đẹp. À, giá thì không nghĩ, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tú ha. Hình thú cũng có luôn quý vị. Đây, cái đuôi quái luôn ha. À, đây, hình thú luôn nè. Bị cháy nắng, vì thông cảm ha. Rất đẹp. Cây độc lạ luôn vậy, hình thú lưng dài ha, chúng bonsai luôn. Rồi, chào anh. Anh chào Tâm ha, chào Dạ. cô chú anh chị đam mê mai vàng cả nước nha. Nay em có một số phôi mai để giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho tụi em nha. Chương trình bán của em là bao sống bao xếp, cô chú anh chị mình toàn quốc nha. Dạ. Rồi em tiến hành vào cây đầu tiên mang mã số 1 ha cả nhà. Rồi, số 1 ha. Dạ. Cây này cao là 60. Rồi. Để VIP nào quý vị. Dạ. Quanh 17 ha. Rồi. Đây. Đó, để nơm ha. Tay cành À. có luôn. Để một bệ đấy. Rồi mã số 1 này em giao lưu cô chú anh chị giá 500 ha. Rồi, 500. À, cây số 2 luôn. Cây số 2. Cây này phơm cái tàn dù ha. Cao 60 luôn. Mình ra trên đây đi. Trên đây là 16. Xuống cái bệ cũ này là 20 ha. Cây này nó dốt. Đó, để đều luôn ha. Phơm cái tàn dù luôn. Rồi mã số 2 này em cũng xin giao lưu cả nhà giá 500 ha. Đây, 500. Ngày một cây đi đẹp. Trung Số lực, 3. dáng trực. Này cao 22. Rồi. Hoành 23 hơn ha. Đó, cây đều luôn, lùng lực ha. Cây này đây có cái lỗ cô chú anh chị. À, À. ha. Để thì đều. Mấy này vậy cô chú anh chị yên tâm, không ảnh hưởng gì tới cây. Rồi mã số 3 giao lưu cô chú anh chị giá 450 ha. Rồi, 450. Hình thú nào vậy? À. À, cây số 4 cao 25, hoành 16 ha. Đây thì có lỗ miếng Dạ. ha. Đó. Mấy cây hình thú lô giặt cây này đấy cũng khá là đẹp, thú có ha, cây lớn đẹp VIP có. Cô chú anh chị theo dõi ưng ý cây nào cứ alo trực tiếp em ha. Rồi mã số 4 giao lưu cô chú anh chị giá 400 ha. Rồi, 400. Rồi, hình thú luôn ha, độc À, cây lạ. số 5 Rõ nét luôn. cao là 35, hoành 14 ha. Đây, thú đâu vậy? Đó. À, Chân hai chân cẳng trước ha, hai chân trước. chân sau luôn. Dạ. Rồi cây số 5 này em giao lưu cô chú anh chị giá 500 ha. Rồi, chỉ có 500 thôi, cái cây hình thú đẹp luôn. Dạ. Số 6 ha. Cao 20 đi. Hoành 16 ha. Đó, Vậy để đấy một hả? bệ luôn. Rồi mã số 6 nằm giao lưu của chính trị giá 450 ha. Rồi, 450. Rồi, Thú quái luôn. cây số 7 ha. Cao 17 đi. Hoành 14. Đó, thú quái ha. À. Quá đẹp của chính trị, mấy cây này về chơi vô chậu chữ nhật chơi bonsai là hết ý ha. Dạ. Rồi mã số 7 này giá 500 luôn ha cả nhà. Rồi, 500. À, cây số 8 luôn. Rồi, độc lạ luôn nè. Thành thú luôn. Đây là xuống đây là 15 ha, xuống đít bầu là 24 ha. Quanh 13. Đó. Nhỏ mà đẹp ha. Vip quái thành thú luôn. Rồi cây 8 này em giao lưu cô chú anh chị giá 500 luôn. Rồi, 500. Rồi, mã số 9 ha. Cao xuống tới mặt bầu là 24 ha. Quanh 15 hơn. Đó, bắt biết ha. Cái này quá duyên, chuẩn bonsai luôn. Mã số 9 này giao lưu cô chú anh chị giá 700 ha. Rồi, 700. Quái Cây luôn, số độc 10. lạ. À, cao 24 ha. Quanh 15 hơn. Rồi. Đó, tuyệt vời không? Mã số 10 này em giao lưu cô chú anh chị giá 800 ha. Rồi, 800.
10 11 là ăn cặp ha cả nhà. À. Rồi cao cũng 24 ha. Mình 15 ha. 10 11 cũng cặp luôn. Thành thú ha. Quá đẹp. Quái nè. Ừ, dạ. Rồi mã số 11 cho luôn cô chú anh chị giá 800 ha. Rồi 800. Mã số 12. Đó. Đấy đẹp. Cao là 19. Quanh 14. Đấy. Hết biết ha. Quá duyên luôn. Rồi mã số 12 giao lưu cô chú anh chị giá 700 ha. Rồi 700 nghe cái đẹp. À thú gõ nét. Mã số 13. Về đây là 40 ha. Quanh 13 hơn. Đó, cây này quá đẹp luôn, quá VIP luôn. Mấy cái này về che bô sai là hết ý, nhỏ mà đẹp cô chú anh chị. Rồi mã số 13 này giao lưu cô chú anh chị giá 800 ha. Rồi 800. Nghe cái đẹp. Dân bay rồi, cây bay quá VIP luôn, hết cái quầy cũ ha. Rồi chiều bay 60 ha. Còn đây là 22. Rồi. Đậu quầy cũ. Cũ là 57 ha. Quá đẹp bài. Rồi coi cái đỉnh này là 11. Đó. Quá duyên luôn cô chú anh chị. Hết biết về cũ ha, để đều luôn. Rồi mã số 14, cái này giao lưu cô chú anh chị giá 1.7 triệu ha. Rồi, 1 triệu 7. Dạ. Lực cây luôn ha. 5. Cây này xù chảy nha. Lực xù chảy nè. Đó, xù chảy. Cục cục ha. Đây nè, khỏe ha. Cái này hình thú mà xù chảy, tay cầm đứt búp măng luôn. Cao 30. Quỳnh 22 ha. Để hình thú luôn ha. Dạ. Thôi cây 15 này em giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu ha. Rồi 1 triệu. 1 triệu. À, lực cây nè. 16. Cao là 39. Quỳnh 21 ha. Quá lực. Này về phơm tàn dù chưa hết ý ha. Rồi mã số 16 này giao lưu cô chú anh chị giá 550. Rồi, 550. Lắc lượng nè quý vị. 17 ha. Cao là 60. Quanh 19 nha. Đó, bề đây hết biết ha, phơm cái tàn dù luôn, thân lắc tàn dù ha. Rồi mã số 17 này em giao lưu cô chú anh chị giá 600 ha. Rồi 600. Rồi mã số 18 cây bay ha. Bay quái. Đấy VIP luôn. Chiều bay là 58. Con này chắc 16 đi cô chú anh chị ơi. Đó. Cây bay quá đẹp luôn. Đừng hồi nãy hết biết ha. Rồi mã số 18 này em giao lưu cô chú anh chị giá 600 ha. Rồi 600. Mã số 19. Cao là 39. Quanh 16 ha. Rồi. Đó, bài cũ nè. Quá đẹp ha cả nhà. Giọng lắc quái. Rồi, mã số 19 em giao lưu cô chú anh chị giá 600 luôn ha. Rồi, 600. Rồi, mã số 20. Cao là 77. Quỳnh 21 ha. Đây, để VIP luôn. Ừ. À, nhìn thú luôn ha. Hết biết về đế luôn. Tay cành đều luôn ha. Cái đỉnh nhỏ ngon nửa ngón tay út mà cả nhà. À. Dót cái đỉnh lại ha. Rất là đẹp cây luôn, thông cây. Rồi cây 20 này em giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu. Bỏ lần hai luôn tí. Đỉnh là đồng nổi.
Đó, cây này phơm tàn dù. Đây cao là 68. Hoành 24 ha. Đây là Hình cái gì? như thú luôn. Đó. Muốn rõ nét nữa gì cô chú anh chị để cùng rễ này không được, Thân không đẹp. bào luôn ra làm Đây. thú ha. Đánh 24 hoành. Coi cây 21 này giao lưu cô chú anh chị giá 1,4 triệu ha. Rồi 1,4 triệu có ngàn cây hình thú đẹp luôn, hình thú luôn ha. Dạ. À, để vip À, mã số 22 ha. Cái này phơm cái vip tàn dù cây luôn. quá đẹp luôn. Này cao là 66 ha. Vành là 22. À, đường kính bầu 50 ha. Đây cô chú anh chị. Mấy em này hàng đáng sưu tầm ha. Rồi mã số 22 này giao lưu cô chú anh chị giá 2 triệu ha. Rồi 2 triệu. 2 triệu cho mã số 22 cô chú anh chị. Mã số 23. Này cao là 60 ha. Rồi. Rồi cái này mắc nguyên cái bể đất này em đo không được ha, đo trên À. cổ đi. Chỉ dưới đó là to lắm. Dưới trên đây 23 đi, trên về 27 28 luôn á. Thấy cái rộng lắc nha. Đó, cây này có hiện tượng lên xù rồi đó Đây, nha. lên Đó, nhẹ lên nhẹ rồi ha. Đó, mấy anh đây mới nhiều. ha. Lên hết rồi ha. Này về cô chú chị dưỡng 5 2 năm nữa đổ mạnh là đang đổ cũng khá rồi. Rồi cây 23 này giao lưu cô chú chị giá 1,7 triệu Rồi, 1,7 triệu. Làm cái đẹp. Thành tú whip nữa gì. Cái đuôi quái luôn ha. ha. Rồi, cây 24 ha. Này cao là 50. Khoảng 25 ha. Rồi. À, À, viết mềm phịp luôn. Lùng lực tay cành liền ha. Đó, cây không vết tích sẹo gì luôn. Mã số 24 này giao lưu cô chú anh chị giá 1,5 triệu ha. rồi 1,5 triệu. Em cái đẹp hình thú luôn. Đẹp bảy đấy ha. Mã số 25. Này cao là 75. Vành là 26 ha. Hết cái bề đấy ha. Rồi mã số 26 này giao lưu cô chú anh chị giá 1,5 triệu luôn ha. Rồi, một Đi mã 25 ha. 25 ha. 25 nha cả Mắt nhà. to này. Lên 26. Lắc lượng. Cây này hàng mấy 26 ha. Cao là 69. Hoành là 21. Rồi mã số 26 này em giao lưu cô chú anh chị giá 900 ha. Rồi, 900. 900 nghìn. Rồi mã số 27. Tài cảnh quá đều. Cái này về chơi cây trực toàn thông là hết ý ha. Cao 1,1 m cô chú anh chị ơi. Quành 25 quành ha. Rồi, bảy đấy luôn. À, để một quầy cộng cộng đế này nó cỡ không muốn nửa bàn tay ha. À, khá to ha. Dạ. Rất đẹp. Tài cành đều luôn ha. Rồi mã số 27, cây này em giao lưu cô chú anh chị giá 1,8 triệu ha. Rồi 1,8 triệu nghe Dạ. đẹp, vành to nè. Màu Rồi xanh. mã số 27 cũng là mã số cuối cùng của clip em ngày hôm nay ha. Dạ. Cuối clip rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tú. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng này nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nha. Xin Dịp. chào và hẹn gặp lại. Dịp đẹp.